đang còn dư 28.000 tỷ cơ à? Úi chà. Cái này là tỷ phú đúng không? Em nhận quà chưa? Em định bán luôn. Ui. Hai vòng rồi anh em ạ. Ui, quay hai vòng jackpot rồi. Chết chết chết. Lỗ hổng kinh tế. Hôm nay là một vòng thôi đúng không? Tuyệt vời. Hoàng Đức. Đây, Hoàng Đức đây. Hoàng Đức cộng 10. Đặt tiền vào, giấu BP anh em ơi. 4 4. Ưa. Con quả dô béo này ha, đang mua nữa kìa. Ủ. Ủ. Đây phải dụ dỗ về team thôi. Tên này là tên Crit này. Phải thay thế Quang Crit. Đấy, Quang Crit dạo này. Đá ngu. Dù béo ITM. Nào. Nó quan trọng là con nào rẻ hơn. Quan trọng là con nào rẻ hơn. Dấu tên gửi 5.555, lăng F8, Gì đó. Phoenix BTV8, Varan DCA tròn IA. Gì đó anh em ạ. Gì đó cũng được 20 à. Nào nào nào, chữ vật nào, chữ vật nào, chữ vật nào. Vật. Dấu tích đấy thì tôi có ở kênh cũ. Kênh cũ có 6 năm rồi. Em đi Thanh Phú gửi 1 triệu lớp su bay B. 500k ủng hộ giải, 500k ủng hộ kênh vì đập lên cha. Niềm vui trên trên donate nó lại gắn liền với kim pembe ở ngoài. Trời ơi, quả đấy mà nổ con gì đấy ngon ngon gói này nữa. Lý ui lớp du tú ơi, anh sẽ chuyển 500k của em vào quỹ giải thưởng đấy. Sẽ có một cái giải nho nhỏ Hoa gì Văn đấy. gửi 5.000 lớp du bay b vờ lờ lộc lá mặt cười. Quá lộc luôn rồi ôi. Cứ tưởng Varan ấy. Quả này Varan chả bú. Nhưng mà gói này tôi mở nó kim bem bem tương đối nhiều rồi. Rồi. Chơi gói này đi. Gói này ra cộng 8 là đẹp rồi. Gói này ra cộng 8 là đẹp rồi. À, chữ phẩm. Chữ phẩm. Bồ Đào Nha CM. Em biết con nào luôn. Tôi biết con nào luôn. Amida cũng được, cũng Dấu được. tên gửi 5 Con này thì ngon rồi, con này ngon rồi, để anh 7 ăn được xé Amida, con này cũng được. Chỉ số 120 mà cộng 8 là đẹp rồi. Tính ra cái gói này được chứ, gói này 5 lít là đẹp mà. Chân 3 chân 5 à, phôi phôi. Cú này phôi anh ạ. Ui, bán luôn. Bán luôn. Con này bán luôn. Có nhiều. Có 99 này. Em cho Park BLM. Park BLM ngon mà. MU cánh thì nó lại không thiếu lắm. Úi giời. Thôi vứt đi rồi. Vứt đi rồi. Ian dắt. Gói 99. Mà 99 thì cũng hơi lởm thật. Ian Rapp thì còn ngon hơn Neto. Mà Sergio Busquets thì cứ chọn con nào mùa chạy nhanh anh em ạ. Chứ còn nó như nhau hết. Nó đều yếu. Ồ, ba lách. Được, ba lách là được. Giá 4 lít. Cao hơn mấy con trung bình một chút. Từ giờ cho đến hết tháng 4 thì mình nghĩ là cầu thủ nó không giảm giá được anh em ạ. Lý do là ví dụ như là những cái con mà hàng mà hồi đầu nó đang hiếm, ví dụ con LN thì có thể nó giảm giá bởi vì người ta mở ra nhiều. Event mở ra nhiều thì nó bình ổn giá, nó fix lại dần dần. Đấy, giá nó đi về cái gọi là bình ổn hơn thôi chứ nó cũng không về giá phôi được. Còn cái các cái cầu thủ khác trên server thì tôi nghĩ là nó khó mà xuống giá lắm. Lý do là nó đang có cái event đua top của top VIP. Và cái event đua top này thì là event kích nạp rồi. Mà đã kích nạp rồi thì cái lượng BP nó bơm vào server cực kỳ nhiều. Đấy. Lượng BP nó bơm nhiều như vậy thì khó mà xuống giá lắm. À mở ra mở ra mở ra mở ra. Mở ra. Nào. Đừng có ST Tây Ban Nha Morientes nữa. Hãy là người khác đi. Người Pháp rồi, ST người Pháp. Úi. Bú 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 bú. Hà Lan FC
fan. Chỉ số to nhưng mà nó éo bú anh em ạ. FT người Pháp. Andy Thanh Tú gửi 5.000 lớp su bay bê. Đang đi đám chưa về nữa, nãy giờ có gì flex không anh? Đây có David Trezeguet em ạ. Hà Lan FT và đó là Van Basten. Rất là Basten. Mà Văn gửi 5.000 lớp su bay bê. Trezeguet bú. Trezeguet với đào. Thôi thì cũng được, gói này mà ra con này là cũng ngon rồi. Gói này gói ôn mà ra con 122 là cũng được ấy chứ. Nói chung là mặt bằng chung thì được, cái là nó hơi bịp. Nó bịp anh em mình tí. Nó là người Pháp, nó Pháp rít Pháp rát anh em. À gói 97 đó. May không phải Pires, ra Pires là cũng đớn đấy. Ui giời. Cà vé, con cà vé này thuận hai chân này, cho đá cánh cũng được. Hồi xưa em mở ra Hungry ABS ngon mà, Hungry ABS ngon. Hungry thì AI ngon, có mỗi tội là cái animation nó bị kém. Còn Hungry ABS ngày trước anh lấy đá giải đấy. Con đấy là nó được một cái là nó khôn, nhưng mà điểm yếu của nó là nhanh bị tụt thể lực. CJG ITM có ngon không anh? Nó đá cũng được nhưng mà không hay lắm. Shisui gửi 5.000 cái tiền đó người ta đổi Crespo. Văn Đại MC 8 còn dùng ổn không anh? Renato là cũng được nhá. Mẹ cứ tưởng là hàng lởm, cuối cùng Renato lại được anh em ạ. Con này là giá gấp 3 lần bình thường rồi. Tôi là người phách Thanh Tú gửi 5.000 lớp du bay bê. Theo lời Thanh Tú nhớ like video cho sếp đê anh em. Rồi. Tú là được cái là rất hay nhắc các bạn nha. Anh thấy thích đấy. Anh thích Tú vì điều này. Tôi lại thần thánh quá. Nào, Người Anh CDM Calvin Philip à? Không phải. Rai thì quá đỉnh. Mở ra con Rai thì quá đỉnh. Tôi chỉ mong đến Calvin Philip thôi. Cái eo nào nó lại ra nó lại bú quá. Nó lại bú quá. Nói chung là dự phòng thế thôi. Chứ con quả này kiểu gì chả mở ra CR7. Mười mấy nghìn tỷ này. CR7 này. Anh 7 này. Anh 7 nha. Anh 7 này có đá MU nha. Chứ không là ra Figo chết. Sanchez. Hugo Sanchez 6 lít. Uầy, cũng lên 7 lít. Được, cũng là ở mức trung bình anh em ạ. Không ngon lắm, mức trung bình. Mức trung bình thôi. Hugo Sanchez. Con này thì tầm độ top 50 anh em ạ. Mở gói 70 ra con top 50. Con này tầm top 50. 45 đến 50 gì đó. Giá 6.9. Bia trắng này. Ủa ôi. Nó giật giật lác lác này, bìa trắng thật. Bìa trắng thật anh em ơi. Ui xa. Nó lại không phải. Back to back mà lại giờ núp ra con đéo nào. Min con mẹ. Cày đéo chịu được. Lúc nãy tôi đã bỏ nó ra ngoài. Lúc nãy gói tôm 70 tôi bỏ nó ra ngoài. Bây giờ nó lại quay lại nó tìm tôi. Mẹ cái thằng. Nghe kiểu uyên ương thế nhờ. Chạy không thoát con này. Đau thật. Donnarumma. Đừng có mở ra Donnarumma nha. Bellingham, Vinh Nhất. Được chưa? Theo Hernandez. Yeah. Mà đừng có cờ Ý vớ vẩn đi. Cờ Pháp. Địch mẹ đó. Nó phải ra AC Milan chứ. Mẹ nó phải ra AC Milan chứ. Fuck. Mẹ đó. Mẹ AC Milan đi. Thì còn dây ăn đéo gì. Mẹ cay thế, lừa bố rồi. Ngày hôm nay nhiều kèo lừa thế nhở. Con này thì cũng là dùng được. Con này thì cũng không có gì chê cả. Nhưng mà nó bịp. Nó bịp tôi. Tên này thì là vòng thứ hai của bạn ấy rồi. Cho nên là tôi thấy là anh em mà chơi cờ tỷ phú thì anh em chơi một vòng thôi.
Vì nếu mà chơi full vòng thứ hai thì anh em chỉ được chọn gói back to back 70. Gói back to back 70 mà làm gói cuối của sự kiện cờ tỷ phú thì rất là cùi. Tôi nói thật là rất là cùi. Và cái này gà rán để gói 70 là tôi thấy không ổn. Đáng ra là phải để tầm gói ít cũng phải gói top 40 hoặc top 50. Top 50 đã thấy phèn rồi. Để gói top 70 là tôi thấy tương đối là khó chịu. Vì nó không xứng. 28.000 FC. Đây các bạn thấy này. 28.000 FC. Đây, mốc cuối nhá. 28.000 FC mà cho chỉ định 70 back to back. Đáng ra nó phải là chỉ định 50 thì nó mới tương xứng chứ. Để cho người ta còn lựa chọn chứ. Đấy, mà cho cái gói 106 này là chỉ được chọn có đúng một lần đấy nhá các bạn nhá. Các bạn có quay 10 vòng ấy nữa các bạn cũng chỉ được chọn gói này đúng một lần. Đấy, cho nên là tôi thấy là nó không hợp lý. Thành ra là sự kiện này nếu như các bạn có chơi mà gọi cũng là dư giả ấy, thì các bạn chơi full một vòng cũng là dừng được rồi. Thành ra là cái vòng 2 này mặc dù là mấy cái gói rác mà mình mở khá ngon nhá, mấy gói mốc dưới mình mở khá ngon, chơi dây ghê thực ra là cũng được nhá, Declan Rice ngon nhá. Thế nhưng mà cái mốc cuối thì lại là Hugo Sanchez, bởi vì mốc này nó cùi quá, mốc này nó lở. Đấy, cho nên là sự kiện này tổng ra nó không được quá nhiều. Đấy, ngay cả mấy gói rác là Andre Emeda này mà cũng được này. GS Word gửi 99.999 lớp su baby. Thanh yêu A, hẹn A phát sau mặt cười. Em bỏ SK này luôn. Ok em, nói chung là sự kiện này em chơi 2 vòng là cũng là tương đối nhiều so với mặt bằng chung rồi. Anh em chơi 1 vòng thôi anh nghĩ là đủ vòng nhân phẩm rồi. Ok nha, anh cảm ơn Duy nha. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.